El Sifus. Dạo ý quyết của em thì không có gì cả. Là thứ nhất là đứng cạnh một bạn nó xinh như vậy ấy, thì em có động lực rồi ạ. Đứng cạnh một bạn nó xinh như vậy ấy, thì em có động lực rồi ạ. Đứng cạnh một bạn nó xinh như vậy ấy, thì em có động lực rồi ạ. Ok, đủ rồi em.